Rồi còn câu hỏi của mẹ Hường đúng không ạ? Rồi câu hỏi của mẹ Hường, câu hỏi cuối cùng nha. Dạ rồi em chào mẹ Hiền và cặp mẹ. Dạ. Mẹ ơi, em hỏi, dạ em hỏi em mà mọi lần trước khi mà học trong chương trình truyền nhân ạ, thì em cũng được mẹ Hiền dạy về cái kéo á, À. tức là cắt hết những cái suy nghĩ về người này người khác, rồi cũng biết là giống là mỗi người đến với thế giới là có một cái sự mình, một cái bài học riêng của họ thì họ cần phải đi qua. Nhưng khi mà em truyền đạt cái đó cho anh chồng em, hay là mà cái cách em truyền đạt, hay là cái suy nghĩ, hay là cái hiểu của em nó chưa đến sâu đến mức là phải để giải thích cho anh chồng em, tại vì anh chồng em hay có cái tư duy phản biện, tức là bất cứ một cái vấn đề gì với em thì đơn giản em nghe này và cô Hải Lý em thấy à rất đúng, vậy là em tin ngay. Nhưng mà bệnh nhân em là sau khi lại xong em là có cái sự xoay chuyển đảo tới, tức là phải có những câu hỏi vì sao, vì sao, vì sao, sau khi giải quyết tất cả những câu hỏi vì sao đó em mới tin cái điều đó. Bây giờ mẹ hãy chia sẻ cho mẹ Hường như sau nha. Dạ. Mỗi một con người đến cái thế giới này thì đều có một nhiệm vụ và họ phải thực hiện một nhiệm vụ của họ. Điều này là không ai chối cãi được, được không ạ? Ừ. Vậy thì họ sẽ đi qua và họ sẽ có những bài học của riêng họ. Cái điều này nếu như theo giải thích về về luật nhân quả ở trong đạo Phật thì đấy chính là phần nghiệp quả của mỗi một con người. Thì mỗi một con người sẽ có một cái biệt nghiệp riêng, và khi chúng ta đến với thế giới này, chẳng hạn như anh chồng của mẹ Hường gặp mẹ Hường, thì cái biệt nghiệp nó lại cộng với biệt nghiệp của mẹ Hường, và chúng ta có một cái gọi là cộng nghiệp, được không ạ? Kể cả anh ấy đến với thế giới này với mẹ của anh ấy, hay là với những người thân trong gia đình của anh ấy cũng thế, thì đôi khi nó là một sự cộng nghiệp của nhau, được không nào? Sự cộng nghiệp của nhau. Vậy thì bây giờ này, trở lại câu chuyện đầu tiên là anh ấy có sứ mệnh số 2, thì người có sứ mệnh số 2 là cái người mà kết nối hàn gắn ở giữa, là cái người mà luôn mang lại cho người khác được cái sự hòa bình, sự yêu thương, sự chân thành, và nói chung lại là giống như là cánh chim hòa bình ý, để có thể gắn kết mọi người, để có thấu hiểu mọi người, để lắng nghe mọi người, để mang mọi người lại sự bình an với nhau, giống như là trung tâm ở giữa để kết nối rất là nhiều con người lại, được không ạ? Rồi thế thì bây giờ này, vậy thì làm sao để anh ấy kết nối? Nếu anh ấy phán xét người này, nếu anh phán xét người kia, nếu anh bám chấp người nọ, anh bắt người khác phải theo ý của mình, thì anh có thể kết nối mọi người được không ạ? Mẹ Hường trả lời cho em. Dạ không. Dạ rồi. Vậy thì anh phải làm một nhiệm vụ từ cá nhân của anh ấy nha. Anh ấy cứ đi đúng cái phần của anh trước đi đã. Tức là anh ấy phải bình an ở nội tâm bên trong. Anh ấy phải hiểu được mỗi một con người đến với thế giới này là có một nhiệm vụ. Mẹ đến có thể mẹ cằn nhằn, mẹ khó chịu, thì đấy là nhiệm vụ và bài học của mẹ mẹ phải đi qua. Nếu anh chồng, nếu mà anh ruột của anh ấy là người mà cần phải đi qua ổ voi ổ gà ổ chuột này, thì đấy cũng là bài học của anh ấy cần phải đi qua. Anh ấy chỉ cần, chồng của mẹ Hường chỉ cần đứng ở bên cạnh thôi, bình an, không bám chấp, không trách mẹ, không trách ông anh kia, thì khi chúng ta không trách và chúng ta lại còn đồng hành, ủng hộ, lắng nghe, thấu hiểu cái nỗi đau của người đó phải đi qua, những cái nỗi buồn của họ đi qua, nếu mình góp ý cho họ, họ nghe được thì điều tuyệt vời, còn nếu họ không nghe thì cũng đừng điên lên, đừng khó chịu lên, thì có phải là cái mối quan hệ của hai người nó vẫn được rất là tốt, đúng không mẹ Hường? Đúng, đúng Ok chưa ạ? Vậy mẹ rõ rồi. về phần sứ mệnh của anh ấy chưa nào? Dạ đúng Rồi, rồi, em rõ. tiếp tục này. Thế nếu như bây giờ đi, anh ấy là người thực hiện đúng cái sứ mệnh của anh ấy, thế nếu mẹ Hường đến với thế giới này, mẹ Hường đi học chương trình truyền nhân hoặc học những chương trình về nuôi dạy con, cái xong bắt đầu mẹ Hường về, mẹ Hường bảo là anh ơi, anh nên thế này này, nên thế kia kìa, xong anh bảo thôi anh không nghe đâu, nhưng anh lại phải nhớ này, ôi tôi chết rồi, đấy là nhiệm vụ của mẹ Hường mà, thôi mẹ Hường cứ học đi nhá, còn nhiệm vụ của anh là đi làm kiếm tiền, anh cứ làm việc của anh thôi, mẹ cứ học đi, miễn sao mẹ học được, về nhà mẹ làm cho gia đình ổn là được, hoặc nuôi con tốt là được, và rất là biết ơn cái ngôn ngữ của mẹ Hường, vì có nghĩa là mẹ Hường đang muốn cho anh được tốt lên đây đấy, muốn cho anh được ok lên đây, thế nên là rất là trân trọng mẹ Hường nha. Ok, để đó được không ạ? Không phán xét gì, không bám chấp gì mẹ Hường, được không ạ? Thì đấy có phải là anh đang đi đúng cái sứ mệnh số 2 của anh hay không? Dạ đúng rồi. Rồi, thế thì sứ quan trọng này rồi, con số 2 là con số của sự bình an, con số của sự kết nối. Vậy thì cái mẹ hệ đã nói là làm sao để có thể kết nối được với người khác, là anh ấy phải có năng lực kết nối với chính mình. Có nghĩa là anh ấy luôn phải quay vào bên trong này, anh cảm nhận, giống như là nếu như nói cũng lại tiếp tục về ngôn ngữ của thiền ở trong đạo Phật đi, thì có nghĩa là anh ấy thiền chánh niệm, anh ấy thiền trong trong khi nói, anh ấy thiền trong khi ăn, anh ấy thiền trong khi ngồi, anh thiền trong khi đứng. Có nghĩa là anh đứng anh cũng biết anh đang đứng, anh ăn anh cũng đang biết là anh đang ăn, anh đang nghĩ anh cũng biết là anh đang nghĩ, anh nói anh cũng biết là anh đang nói gì. Tức là chánh niệm rồi tư duy rồi tất cả mọi thứ trong mọi hành động và hơi thở của chính mình. Tức là anh đang nhận thức được rõ anh đang làm gì một cách 100% năng lượng của chính mình.
mình. Vậy thì có nghĩa là anh nói ra anh cũng biết kiểm soát lời nói, anh suy nghĩ anh cũng biết kiểm soát được suy nghĩ, anh hành động anh cũng kiểm soát được hành động, thì có cái đấy là sự thức tỉnh ở bên trong của chính mình, có đúng không ạ? Đó có phải là sự kết nối với chính mình được không ạ? Dạ rồi Rồi, em. vậy thì khi anh kết nối được chính mình như vậy thì có phải anh sẽ quân mình được và không bị bám chấp, và tức là anh không bị bươn ra bên ngoài. Rồi tiếp tục này, cái con số 2 là con số về kết nối với chính mình. Thế khi mà có một sự vật gì đó xảy ra, có một sự việc gì đó xảy ra thì anh phải cần cách là quay vào bên trong anh hỏi là vậy thì đâu là vấn đề từ chỗ của mình, thì đó có phải là lúc anh kết nối chính mình để anh sửa lại, để anh yêu thương bản thân của anh sửa lại những cái mảnh ghép của anh đang bị thiếu để anh thay đổi mình, chứ anh không có nhu cầu thay đổi người khác. Vậy thì có phải là lúc đó anh không có nhu cầu thay đổi ai, anh không có nhu cầu phán xét ai, anh không có nhu cầu là bắt người khác phải làm theo ý của mình. Vậy thì có phải đó là lúc anh kết nối với chính mình rất là tốt, và rõ ràng khi anh kết nối với chính mình rất tốt như vậy thì anh sẽ không làm cho người khác khó chịu với anh ấy, không bị người khác bực bội với anh ấy, thì có phải anh sẽ kết nối được với rất là nhiều người, có đúng không mẹ Hường? Dạ đúng. Vậy thì có phải anh sẽ thực hiện được cái sứ mệnh số 2 của anh ấy rất tròn trịa và tuyệt vời không ạ? Ok chưa? Đấy là sứ mệnh nhá. Vậy thì nếu như mỗi một người ý thức được về sứ mệnh của mình thì có phải rằng là chúng ta sẽ đi đúng được con đường, và chúng ta sẽ không bao giờ bám chấp bắt người khác phải sống cuộc đời của mình, và cũng không bao giờ bắt người khác phải nghe theo lời của mình. Và nếu họ có nghe hay không nghe thì trường hợp họ không nghe, mình có bực bội lên thôi mình cắt đi, buông xả, rồi ok anh cứ thực hiện cái nhiệm vụ đó đi. Tức là đó là bài học anh phải đi qua. Đôi khi anh không nghe lời tôi, anh phải bị cái tình trạng là rồi anh sẽ bị đau gì đó, hoặc là tôi đã bảo ở trước có ổ gà rồi mà anh không chịu nghe, anh bị đau thì cũng vẫn phải chấp nhận cái nỗi đau đó của họ, bởi vì đó chính là bài học họ phải đi qua. Mình đừng có quay lại mình bảo đó tôi đã bảo rồi, đấy tôi đã bảo là phải nghe lời tôi rồi, thì đấy lại rời xa mình quá, có nghĩa là lại bám chấp vào người khác rồi, được không nào? Vậy thì lại bắt đầu lại có vấn đề, vậy thì đang không đi đúng sứ mệnh của mình. Ok chưa mẹ Hường? Nhà Rồi, thế thì đấy, mỗi một con người sẽ có một cái sứ mệnh để quay vào bên trong của mình ha. Rồi, vậy thì tiếp tục nữa này. Cái gốc mẹ Hệ đã nói là cái gốc của mọi cái đó là tình yêu thương. Vậy cái con số 2 là cái con số nền nhất đấy ạ, con số gốc của mọi cái sự gốc. Tức là chúng ta luôn phải học cái cách yêu thương chính mình. Tức là yêu thương chính mình là gì? Chúng ta muốn yêu thương người khác là chúng ta phải yêu thương chính mình này. Có phải con số 2 là con số yêu thương không? Vậy thì bây giờ ha, mình yêu thương chính mình tức là mình phải thừa nhận cả điểm mạnh và cả điểm xấu. Những cái gì mà điểm xấu thì mình phải chấp nhận nó, và mình tinh tấn, mình sửa đổi, mình thay đổi. Đấy, tức là mình nâng cao những cái điểm xấu của mình lên, vậy là mình đang thay đổi chính mình và mình làm cho mình tốt lên, thì đấy có phải là yêu thương chính mình không mẹ Hương? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy thì khi mình tinh tấn, mình thay đổi, mình nâng cấp lên như thế thì có phải là mình càng ngày càng trở nên tốt đẹp lên. Đấy, mình càng trở nên tốt đẹp lên, và rõ ràng là gì, mình cân bằng được cái bên trong của mình, và con người chúng ta về mặt tâm thức, chúng ta đến với thế giới này là chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải nâng cấp, chúng ta phải tinh tấn về mặt tâm thức, và mọi người đều phải tinh tấn và về mặt tâm thức như thế. Có nghĩa là tất cả mọi người đều phải yêu thương bản thân của mình, chứ không chỉ riêng con số 2 mới phải yêu thương. Vậy nên ở trong chương trình truyền nhân là chúng ta phải học là học cái gốc, cái lõi của tất cả mọi sự lõi, và 1.000 con người đều phải học những cái sự lõi như thế. Vậy thì anh số 7 cũng phải học cái nền số 2, anh số 3 cũng phải học cái nền số 2, anh số 1 cũng phải học cái nền số 2, anh số 100 cũng phải học cái nền số 2. Ok chưa mẹ Hường? Rồi, tuy nhiên học cái nền đó thì mình đi được cái gốc, mình hiểu được các quy luật của vũ trụ, mình biết rằng là tôi làm phúc làm đức thật, tôi làm tử tế từ bên trong thì tôi sẽ tích phúc được cái đức cho cuộc sống của mình, giống như tôi sẽ rót vào mỗi một ngày một cái ly nước để cho nó càng đầy cái phúc đức lên. Vậy gia đình nào mà chả cần có phúc, gia đình nào mà chả cần có đức. Nếu mà mình có phúc có đức thì nếu như không may cái phần nghiệp quả của mình là mình phải trả trả tiền, mình phải trả bài học về về té xe, mình phải trả bài học về cái việc nợ nần, mình phải trả học về bài học về những cái vấp ngã, thì nếu như phúc của mình có gọi là đức năng thì sẽ thắng số. Tức là cái số của mình đến với thế giới này để mình phải đi qua cái ổ voi, ổ chuột, ổ gà. Nhưng nếu phúc đức của mình mà đầy, mình được thay đổi bản thân của mình thật tốt, thì có phải mình sẽ đi qua những cái bài học dễ dàng hơn những người khác, có đúng không mẹ Hường? Dạ đúng Vậy rồi. nên 1.000 người đều phải học chương trình này, có đúng không ạ? Chứ không phải chỉ có một con số nào phải học. Ok chứ mẹ Hường nào? Rồi, còn bài học của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai. Nhưng nếu mình biết, mình tinh tấn, mình thay đổi, mình phát triển thì cái phúc đức của mình nó dày rồi. Thì cho dù người số 7 cũng giúp cho người số 7, cũng giúp cho người số 2, giúp cho người số 8, giúp cho người số 9, giúp cho người số 10, giúp cho người số 1, giúp hết cho mọi người. Bởi vì á,
phúc của mình được tăng lên, phúc của mình dày, thì rõ ràng là cái phần mẹ đã từng nghe cái câu là phúc có thể chưa tới nhưng họa sẽ rời xa đấy đó, hoặc là đức năng thì sẽ thắng được số phận của mình, đúng không nào? Thế nên là chúng ta cần phải vào để chúng ta tinh tấn, chúng ta gỡ bỏ đi những cái sự sân si khó chịu, tham vọng của chúng ta, sự tham chấp cũng tạo nên cái nghiệp quả cho chúng ta nhiều lắm đấy. Có nghĩa là lại cộng gộp cho chúng ta rất là nhiều những cái phần nó bị tăng cái phần nghiệp quả lên. Thế nên chúng ta phải vào chúng ta gỡ hết ra để chúng ta thuần hóa lại thực sự cái tinh túy nhất ở bên trong của mỗi một con người, để chúng ta trở nên thiện lành, để chúng ta trở nên phúc đức, thì có phải nó sẽ giúp cho chúng ta đi qua cái bài học của chúng ta dễ dàng hơn cái việc là chúng ta không biết. Ok chưa mẹ Hường ha? Được chưa? Thế thỏa mãn mẹ Hường chưa? Được chưa nào? Và cái câu hỏi của anh ấy hai việc đó là mỗi một người có một cái bài học đúng, mỗi một người có một cái bài học thì họ sẽ có bài học của họ. Nhưng nếu họ tinh tấn, họ phát triển, họ thay đổi bản thân rất là tốt thì họ sẽ đi qua cái bài học của họ dễ dàng hơn nếu họ không biết. Giống như kiểu là họ biết trước rằng trước có cái ổ voi rồi đó, thì họ sẽ chuẩn bị tinh thần trước, họ sẽ nạp năng lượng để họ xông phi thật mạnh qua. Nhưng điều gì xảy ra nếu họ không biết trước? Thì họ sẽ phải đi qua làm cái sụp một phát là cắm đầu xuống cái ổ voi một cái là chết tiêu, được không ạ? Nhưng nếu họ biết trước mà họ lại có năng lượng thì chắc chắn họ sẽ phải tìm cách họ vượt qua, hoặc họ sẽ dừng lại cho họ không có đi. Đấy là sự khác biệt của cái người có học hay không có học là như thế đấy ạ. Thế nhé mẹ Hương. Dạ đúng rồi, em cảm ơn Rồi. thầy. Chưa chưa chị không giải thích được cho anh chồng, tức là em hiểu đó nhưng mà vẫn không giải thích được cho anh chồng hiểu như cách mà mẹ giải Dạ. thích. Ok, thế nên mới có câu hỏi rất là tuyệt vời của mẹ hôm nay ạ. Và nhờ câu hỏi của mẹ thì rất là nhiều cái cha mẹ khác cũng sáng ra hơn một chút, và mẹ hẹn mới có cơ hội để mẹ hẹn chia sẻ của mình, và mẹ hẹn cũng có cơ hội để mẹ hẹn biết biết hiểu thêm về bản thân của mình ạ. Rồi, cảm ơn mẹ Hường nhé. À, em cảm ơn mẹ. Dạ.